bạn xe vừa tới Phan Thiết. Bây giờ thì Nhi sẽ gặp với hai nhân vật của Ghé Qua Show hôm nay sẽ là người gốc Phan Thiết luôn. Nãy giờ hẹn bãi biển mà chưa thấy đâu, thế thì Nhi gọi thử nha. Màu xanh hả? Em đang nhỏ mã màu xanh luôn nè. Nào mình cùng nhau đi khám phá dòng trời khắp nơi về miền cát trắng. Ủa sao nay Mão xanh giống em vậy? Đoàn tàu lăn bánh rơi bên trầm trầm cuốn xa. Còn anh chị em đâu? Anh chị em hả? Anh chị em kia hả? Ngọn gió nào đã đưa em đến Phan Thiết? Ghé qua thôi. Ghé qua thôi hả? Ờ, ghé qua. Ghé tay ướt dữ. Ừ. Trời, sáng giờ chưa ăn gì hết. Chưa ăn gì luôn. Ờ. Ok, để tụi anh dẫn em đi ăn món bánh hỏi lòng heo. Biển tụi anh thật thà và chót phát, chọn mặt gửi vàng làm sao mà mất mát. Anh em ơi lên thuyền mà lại cùng ra khơi, mày thiên nhiên ưu ái như là Cari. Như vừa tới Bình Thuận là được anh xem với là anh Bin dẫn đi ăn, mà bây giờ không biết là món gì luôn. Có bún nè, rồi gì cháo, rồi lòng. Dồi chiên. Sứ biển gọi là sáu bảnh minh tinh màng bạc giống như là trong phim ảnh. Con người nơi đây hào sảng và phóng. Chào anh em, thì bây giờ là đây là thổ địa luôn. Đây là cái món bánh hỏi lòng heo ở Phú Long. Và Phú Long này, cái đây là thị trấn Phú Long cách Phan Thiết 7 cây. Thì hình như em với Bin Boy hay kiểu đi lên đây ăn. Ăn như thế nào thì mình sẽ chỉ cho các bạn ăn. Rồi, Bin Boy, bánh tráng. Đây, bây giờ mình sẽ lấy bánh tráng, mình sẽ mỏng bánh tráng ra. Thì nếu mà bánh tráng khô quá, đây cũng là một cái mẹo, mình ịn vô cái ly trà đá. Đó. Ok, mình bỏ lên. Mình để thẳng lại. Để dọc lại. Đó, mình gắp cái miếng lòng heo tim cọc rồi gì đó. Rồi nào, em có ăn rau không? Bây giờ mình gắp cái đầu này lại, gắp tất cả các đầu tam giác lại với nhau. Rồi bắt đầu mình chấm vô nước mắm nè, rồi mình cắn nè. Cái nước mắm này nó đặc biệt ở khác hết, có cái chỗ là nó đun sôi lên để mình ăn nó ngon hơn. Dây tiền gấm anh đóng chiếc ghe, ông già nói nhưng vẫn không nghe, bao hiểm nguy cái đắng không mang. Tụi nó thích được rap nhưng mặt khác được nổi như cả hồi Phật thác và đại gia pháp ngược lối. Thằng mặt tối được phát cùng cổ đội đâm mày hay cuộc rội. Thay này thay những cái nhu như khác. Viết gì tụi này tích gì tụi lấy phiền. Tiến về khâu khác biết thành bọc cát liền. Hơn vài năm trước chưa hề ai ngó vào. Hố sâu hay hố vang thì đều vẫn là anh đập rau nên tự do nó đau. Ghé qua show tâm trạng bằng đàm thoại. Thay những lần ngưỡng rap nói chuyện và mình nghe chơi. Một khi ghé qua show đây là ghé qua show. Xin chào các bạn và đây là Ghé Qua Show. Chương trình được tài trợ bởi ứng dụng Zalo và thương hiệu thời trang Dusty Coin. Ngay bây giờ hãy cùng đến với phần trò chuyện Quỳnh Jam và Bin Boy. Vừa nãy thì các bạn cũng đã thấy anh của mình là lướt ván rồi, nhưng mà anh không phải là một vận động viên lướt ván. Xin mời hai anh giới thiệu về mình nè. Anh tên là Nguyễn Trung Hiếu. Biệt danh của anh là Bin Boy. Đây là Bình. Mình là Huỳnh Jam. Mình tên thiệt là tên Huỳnh Đắc Bình. Rồi, trước tiên bây giờ hai anh giới thiệu về mình cho các bạn khán giả, cũng như là tại sao hai anh chọn cái rap name đó. Nghĩa là Huỳnh Jam á, là đầu tiên là cái họ Huỳnh của Huỳnh Jam. Và cái chữ Jam ở phía sau á, là mình thích Jam Brown, người hát nhạc soul Jam Brown, cho nên mình thích nghe dòng đó nên mình mới lấy cái tên Huỳnh Jam. Thì anh không nhớ cái tên anh, nhưng mà ngày xưa thì kiểu như thời 2003 hay 2004 gì đó là anh không có biết rap, mà con bé kia nó bày cho anh rap. Ngày nào cũng kêu anh cầm tờ báo này nè, anh đọc đi, anh cứ đọc theo nhạc, anh mở nhạc lên cho anh đọc, rồi nó mới đặt tên cho anh là Bin Boy.
rồi nó bắt đầu đặt tên cho anh là vậy, nhưng mà anh quên cái ý nghĩa. Bây giờ anh tìm lại con bé đó để anh hỏi cái ý nghĩa mà không được. Thì hai anh hoạt động chính ở đâu? Ở Phan Thiết. Hai anh có thường xuống thành phố Hồ Chí Minh không? Có chứ, có show hay là có sự kiện này kia thì anh cũng lên mà. Một tháng chừng một lần, mà một lần rồi anh đi cả đống cả làng công việc luôn. Có thể là anh lên Sài Gòn xong rồi anh bay qua tỉnh này tỉnh kia, nhưng mà phải bắt từ Phan Thiết lên Sài Gòn rồi mới đi chỗ này chỗ kia được. Cái cơ duyên hai anh đến với rap đi, từ đâu mà anh quyết định là chọn rap làm cái con đường của mình? Bắt đầu quay lại một thời gian lại vào năm 2005, Huỳnh James là một người chơi breaking b-boy dancer, nói chung là thời đó chơi hip hop. Thì hai anh em mới quen nhau 2006 thì phải, là bắt đầu mới chơi rap, là bắt đầu mới tìm tòi chơi. Thì kiểu như là hip hop lúc đó nó kiểu còn sơ khai đó, nó không phải kiểu chỉnh chu chuyên nghiệp như bây giờ. Bây giờ là qua 2021 rồi, thì đếm là bây giờ hai anh bên nhau được bao nhiêu năm rồi? Cũng 7-8 năm á. Dạ, thường nhiều người sẽ hay nghĩ là hai anh là anh em ruột đúng không? Tại nhìn giống nhau á. Tự tự thì thường thường mấy thằng hay chơi chung, hay mấy người hay chơi chung là mặt tự tự. Có nét tương đồng á. Cái tánh cũng tương đồng, nết vậy mới chơi được với nhau. Tưng á. Là một người mà theo dõi những cái sản phẩm của hai anh thì em còn nhận thấy một cái điểm chung giữa các sản phẩm nữa là cái sự gần gũi. Em nghĩ đó là một phần là do hai anh cái tính cách người miền biển của mình, rồi mình hoạt động ở Phan Thiết nữa nên lúc nào nó cũng có một cái sự gì đó em thấy gần gũi lắm. Quy trình mà hai anh sản xuất âm nhạc á thì nó sẽ như thế nào? Ai sẽ là người lên ý tưởng nè, rồi thực hiện hay là ký kết hợp đồng, rồi book show, nhận show? Anh cũng nói luôn là thời gian đầu á, cái việc nào mình làm được thì mình làm của mình. Còn có việc nào mình kiểu như là mình quá tải thì mình có, hiện giờ bọn anh vẫn có team chạy bay, chạy tất cả mọi thứ, hay có quản lý nhận show hợp đồng cho tụi anh. Là bây giờ chuyên nghiệp hơn nhiều rồi đúng không? Có ekip rồi. Đúng rồi, nhà tắm là cái nơi gọi là tạo nên những gọi là anh tài nhất. Với lại anh thích kiểu tắm rửa mát mẻ gội đầu đồ á, là kiểu như mình hát cái autotune nó cao hơn. Mình với em là kiểu thích chơi kính, hiểu không? Anh là kiểu ở đâu chơi cũng được á, ở đâu nghe cũng được, có nhạc cắm cái phone vô là quất. Không thôi ở nhà thì mình mở nhạc lên mình nghe của người này người kia, nhưng mà đa số những gì vậy thì nghe nước ngoài nhiều. Cái phần stylist thì anh với Binh Boy tự lên ý tưởng tự ấy, tại bọn anh là người của hip hop mà, nên là bọn anh có thể tự stylist cho mình. Nếu bây giờ nói về âm nhạc của hai anh nghĩ là mình sẽ dùng cái từ gì để nhận xét về nó? Cũng vẫn là một từ gọi là mặn. Không nhạc đâu. Âm nhạc của anh á thì anh thiên về kiểu như là tâm hồn nhiều hơn, và kiểu như là mình không dùng kỹ năng quá nhiều mà người nghe họ vẫn có thể cảm nhận được cái sự vui vẻ và thuần khiết nhất trong đó. Đối với anh thì anh sẽ tìm những cái nguyên liệu của mình mà anh thích á, kiểu như trong đầu anh có thể là có một cái thư viện, hay là trong cái điện thoại nó sẽ có một cái thư viện có những cái đó, xong rồi sẽ lấy những cái ý này, cái nội dung này ra anh làm cái này, game làm tạo nên một cái bài nhạc. Anh có chia sẻ là bây giờ hai anh hoạt động chính ở Phan Thiết đúng không, và tại sao anh lựa chọn cái nơi này mà không phải ở nơi khác? Hình như trước đó hai anh cũng có vào Sài Gòn rồi hả? Thực sự lúc trước thì hai anh em có vào Sài Gòn, thì mình sống mà mình làm việc ở đây lúc mà còn hai anh em muốn phát triển, thì mình cảm thấy kiểu mình có một thời gian mình bị viết nhạc không được quá. Yeah. Không có cảm hứng hay sao anh? Đúng rồi, hai anh em phải tụt mút đó, hai anh em phải về ở nơi mình sống lại. Không phải về kiểu thiếu nợ về chứ không phải ấy đâu, viết nhạc không được đâu. Đó, rồi xong rồi bắt đầu là hai anh em mới có mút, mà mỗi lần anh em viết nhạc đó là kiểu thích đi ra ngoài biển chơi nước sóng, hoặc là ngồi ngoài biển nghe cái con beat đó để mà mình viết nhạc. Hai anh có nghĩ cái việc mà mình hoạt động ở quê của mình như vậy á, thì cái âm nhạc của mình nó sẽ khác hơn và nó sẽ là một cái điểm đặc biệt hơn so với những rapper khác không? Đúng rồi, nó khác biệt hơn là tại vì chỉ có một từ thôi, tại vì nó mặn. Mặn mà chân chất, chất phát nha, kiểu dân biển mà. Những cái chất liệu mà tụi anh kiếm được ở quê thì nó ở trên thành phố thì nó không có. Và anh thích ở Phan Thiết, ở nhà gần những anh em của mình, những cái thứ gần gũi với mình từ xưa tới giờ, nên mình thích kiểu làm việc ở nhà kiểu gì. Hiện tại thì ngoài công việc rapper thì hai anh còn có làm công việc gì khác nữa không? Không, nhưng mà lúc trước thì chưa làm rapper, chưa có ai biết tới hay là gì, thì anh vẫn làm nghề mộc, nghề làm tóc. Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ làm chú tâm vô làm cái chơi rap thôi.
À, như là sau khi anh bỏ nghề anh không làm tóc nữa thì là anh cũng bỏ tóc luôn đúng không? Nhớ mãi cái kỷ niệm mà lúc trước á, anh còn làm nghề tóc á, thì anh vẫn còn tóc. Nhưng mà khi mà anh được nhiều người biết đến á, có cái nguyện là nếu mà con có duyên trong cái nghiệp này á thì con sẽ cạo đầu chừng 1 tháng hoặc là 2 tháng thôi. Cạo xong cái nó sáng quá, cạo quá nó hợp luôn rồi, xong rồi từ lúc đó đỡ luôn. Nhưng mà không biết là sắp tới ngoài công việc làm rap thì hai anh có sẽ dựa vào cái sự nổi tiếng của mình để giúp cho cái công việc chính của mình trước đây không, chẳng hạn như anh mở một cái tiệm hớt tóc? Sẽ có, tại vì mình vừa làm kinh tế mà mình vừa chơi được nghệ thuật, cái thứ âm nhạc rap của mình, nói chung mình cân bằng được hai bên là quá tuyệt vời. Là tuyệt vời, nhưng mà sống với đam mê mà kiếm được tiền là quá tuyệt. Show tâm trạng bằng đàm thoại, thay nhận lời mượn rap, nói chừng phải mình nghe chơi. Một khi ghé qua show, đây là ghé qua show.